Dự báo thời tiết 20 tháng 4, miền Bắc tăng nhiệt mạnh, sáng mưa rào, trưa hưởng nắng. Dự báo thời tiết ngày 20 tháng 4, miền Bắc sáng có mưa rào vài nơi, trưa hưởng nắng. Nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 26 độ, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa dông đề phòng lốc sét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh suy yếu ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc, khiến nền nhiệt tăng nhanh chóng, cao nhất lên mức 26 độ C và chỉ còn se lạnh về đêm và sáng. Tuy nhiên, những đợt mưa dông vẫn thường trực ở nhiều nơi trên khắp cả nước khi chịu ảnh hưởng của sự chuyển đổi trên. Đặc biệt, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ thời điểm này sẽ thường xuyên xảy ra những trận mưa rào và dông bất chợt vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đợt lạnh hiếm xảy ra vào giữa tháng 4, miền Bắc và Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng vào cuối tuần này. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 27 đến 30 độ C. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20 tháng 4. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20, vùng núi có nơi dưới 17, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26, có nơi trên 26 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22, cao nhất 24 đến 27. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26, cao nhất 29 đến 32, có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22, cao nhất 29 đến 32, có nơi trên 32. Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27, cao nhất 30 đến 33, có nơi trên 33 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20, cao nhất 24 đến 26 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.